Ngày 11 tháng 12 tại khu dinh thự Hoàng A Tưởng, lễ hội Mùa Đông Bắc Hà đã mở màn với hàng loạt hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu và thu hút khách du lịch đến với Bắc Hà. Lễ hội Mùa Đông Bắc Hà năm nay với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng đã diễn ra các hoạt động chính như lễ hội hoa hồng, hội thi ẩm thực với chủ đề mâm cơm Bắc Hà, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trao giải cuộc thi ảnh đẹp Bắc Hà và đặc biệt là trình diễn đua ngựa Bắc Hà. Các hoạt động được tổ chức an toàn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Lễ hội cao nguyên trắng Bắc Hà thì rất là vui. Mỗi một dân tộc, mỗi một địa danh đều có một cái bản sắc văn hóa riêng. Mình đi thì tôi cũng rất là thấy thích và hy vọng rằng là cái chuyến đi này mình ghi lại những hình ảnh đấy để về quảng bá cho cái du lịch Bắc Hà và kể cho bạn bè, người thân. Để hy vọng rằng mọi người có cơ hội là đến đây để thưởng thức những cái bản sắc văn hóa về đua ngựa này, rồi về cái mâm cơm Bắc Hà, rồi là trang phục của người dân tộc. Tôi thấy rất hay. Hoạt động của lễ hội Hoa Hồng cũng như lễ hội Mùa Đông thể hiện rằng là Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung đang sẵn sàng mở cửa chào đón du khách bằng rất nhiều các hoạt động cụ thể. Và thông qua hoạt động lần này thì cái phương châm là du lịch an toàn, du lịch cùng các điểm đến an toàn được tỉnh Lào Cai tiếp tục khai thác. Đây là năm thứ hai Bắc Hà tổ chức lễ hội Mùa Đông nhằm hình thành và phong phú các sản phẩm du lịch địa phương, khơi dậy, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đưa cao nguyên trắng Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trải nghiệm và khám phá. Thưa quý vị và các bạn, miền đất cao nguyên trắng Bắc Hà đã bước vào mùa sương bay phủ kín đại ngàn. Trong khuôn khổ lễ hội Mùa Đông huyện Bắc Hà thì sẽ có rất nhiều những chương trình, những hoạt động được tổ chức. Đặc biệt tại đây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngay sau chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi.